tục là Trường Tín. Rất đẹp, và như vậy là Trường Tín đã có bàn thắng để mở tỷ số trong trận thi đấu của chúng ta. Với trả đá chân trái quá đẹp, vâng, đó là bàn thắng tuyệt vời của 10 trả đá. Văn Thắng làm gì đây? Vâng, đó là một tình huống mà Thực Xuân đã đẩy bóng vào khung thành. 10 chị. Như vậy tỷ số đã được quân bình là 2-0 cho cầu thủ bên phía Đông Sơn. Quá đơn giản, đó là một bàn thắng dành cho Thanh Sơn. Minh Thắng không vào. Đã có bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía Quang Sơn. Thanh Sơn. Đó là một tình huống đặt lòng chính xác của Thanh Sơn. Mạnh Thắng. Đó là bàn thắng tuyệt đẹp của Mạnh Thắng. Bóng khôi của Thanh Thỏ. Không được. Vâng. Đó là một tình huống phòng ngự lỗi lầm của Duy Khánh. Đó là một tình huống phòng ngự sai lầm. Đó là một bàn thắng dành cho anh Đức. Mạnh Hương đã có bàn thắng cho cầu thủ bên phía Bắc Sơn. Đã có bàn thắng cho cầu thủ Bắc Sơn. Đó là